Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Phên để quay giới thiệu chú gì và các bạn một số mai ha. Chào em. Rồi chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Mai Vàng bây giờ. Em tên là Phên, số điện thoại của em là 0368831191. Địa chỉ của em ấp 12 xã Lễ, huyện Cồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em có lên một số phô mai tứ quý và mai vàng. Hình thức của em là ship toàn quốc, có cái cây cây bự hôm mình ship toàn quốc hết đi. Rồi, bao ship toàn quốc hết ha. Dạ, rồi. Đây, mình vào cái đầu tiên. Mã số 1 nha quý vị. Một phôi tứ quý ha. Rồi, em vô hoành luôn ha. Rồi, hoành luôn. Hoành đây 26. Rồi, chiều cao em nói luôn đi. Quên, chiều cao. Chiều cao nó 32. Rồi. Hoành 26. Để luôn rồi quý vị. Rồi, giấu luôn nhiêu đây em? Cây này 700 ha. Rồi, 700, mã số 1. Rồi, tiếp tục mã số 2 luôn. Rồi, mã số 2 luôn rồi quý vị. Số 2. Tứ quý luôn ha. Cao 17. Rồi, 17 cao. Hoành nó 29. Rồi, 29 hoành. Rồi, xe xe luôn em. Lùng lực. Rồi, giấu luôn nhiêu đây? Cây này em giao luôn 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 3. Tứ quý luôn. Rồi, chiều cao. Cao nó 23. 23. Rồi, hoành em. 26. Hoành 26. Rồi, xây xây luôn. Rồi, giao luôn như đây em. Cây này em giao luôn 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. Xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 4 luôn rồi quý vị. Tứ quý luôn ha. Rồi, chiều cao. Cao nó 86 à. Rồi, hoành luôn em. Hoành đây là 25. Rồi, 25 hoành. Trên cành cũng đều đều. Rồi, chú đế nha quý vị. Rồi, để em đó. Rồi, giao luôn như đây em. Cái này em giao luôn 800. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 5. Tứ quý luôn. Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m04. Rồi, 1m04. Rồi, em vô hoành luôn. Rồi, hoành. Hoành đây là 26. Rồi, xe xe luôn. 26 hoành. Tại cạnh cũng khá ha. Rồi, mình vô đế luôn nha quý vị. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, giao luôn như đây. Cái này em giao luôn 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6. Chiều cao 1m06. Rồi, 1m06. Vô hoành luôn. Hoành đây 29. Vô vị trí này 29. 29 hoành. Rồi, đế luôn nha quý vị. Để cũng trải đều đều. Rồi, giao luôn như đem. Cái này em giao luôn 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 7 luôn. Chiều cao nó 1m27. Rồi, 1m27 cao. Hoành nhiêu em? Hoành đây là vị trí này 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, xây xây luôn em. Ở trên có số tay cạnh ha. Tông tàn dụ. Tàn dụ, tóc thân cao ha. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Đế thì bốn mặt có đủ đây ha. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Cái này em giao luôn 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu, mã số 7. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 8 nha quý vị. Rồi, số 8 tứ quý luôn. Chiều cao 1m27. Rồi, hoành luôn em. Hoành vị trí này 35. Rồi, 35 hoành.
Có cầm bay à, em đo luôn. Cành phóng tầm 91. Rồi. Ô hoành đó rồi mà em. Ờ rồi. Rồi, xe xe luôn em. Rồi, vô đế luôn nha quý vị. Cái cũng đều, trải đều, cộng bự. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Cây này em giao lô 2.4 triệu. 2.4 triệu, rồi xuống cây. Mã số 9. 9 quý luôn, rồi chiều cao. Chiều cao nó 81 à. Rồi, hoành luôn em. Hoành đây 26. Rồi, xe xe luôn. Cái cành cũng khá ha. À. Rồi, để luôn quý vị. Để cũng trải đều. Rồi, cho luôn nhiêu đây em? Cây này em giao luôn 1.5 triệu ha. Đầu 1.5 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn. Mã số 10. Tứ quý luôn. Chiều cao 1m02 ha. Rồi. Hoành luôn em. Hoành tại vị trí này 29. Rồi 29 hoành. Tại cành cũng đẹp đây ha. Rồi xuống đế luôn. Đấy cũng đều đều nè. Rồi giao luôn như đây. Cây này em giao luôn 1.7 triệu. Rồi 1.7 triệu xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn. Chiều cao 1m04 à. Vô hoành luôn. Hoành đây 30. Rồi mã số 11 nha quý vị. Tại cành cũng khá ha. Rồi, vô đế luôn quý vị. Rồi, giao lô nhiêu đây em? Cây này em giao lô 2.2 triệu ha. Rồi, 2.2 triệu, mã số 11. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 12 luôn. Mười hai. Tứ quý luôn nha quý vị. Quý luôn. Chiều cao là 1m đúng à. Rồi, hoành luôn em. Hoành ở đây là 28. Rồi, 28 hoành. Để rồi có cái củ nở nở à. Em đo sát trước. À, 36. Củ 36. Có số tại cành luôn. Ừ. Cành đều đều ha. Rồi, về xem đếm nó ha. Đấy cũng đều. Rồi giao lưu như đem. Cái này em giao lưu 1.7 triệu à. 1.7 triệu. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 13. Tứ quý luôn. Chiều cao của nó là không à. 1m20 anh. Rồi hoành luôn em. Hoành đo vị trí này là 30. Rồi 30 hoành. Xe xe luôn. Số tại cạnh ha. Góc thì hơi lắc nhẹ ha. Đây để quý vị. Cây này có cũng nở. Cũng nở. Xác ra thôi. 33. Xác cổ 33. Rồi, cây này giao lưu nhiêu em? Cây này em giao lưu 1 triệu bà bước tiếp triệu 8. Rồi, triệu 8. 1 triệu 8. Rồi, lên cây tiếp theo. Số 14. Tư quý luôn ha em? Tư quý luôn à. Rồi, cao. Cao 1m19 nè. Rồi hoành luôn em. Này em đo tổng luôn ha. Rồi. Có cây mai vàng nó đeo theo. 31. Rồi xe xe luôn. Đo đầu sổ.
sổ 24. Này quý vàng ôm ôm tứ quý hả? Dạ. Rồi đế quý vị. Đế cũng đều hết à. Sổ. Rồi giao lưu như em. Cây này em giao lưu 2.2 triệu anh. Rồi mã số 14 2.2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 15. Cái nở có cao luôn. Ha. Rồi cao tới cổ rễ. 93. 93. Hoành luôn, còn ngang đó. Rồi, vị trí này 31. 31. Đó, cái cũ đặt đặt ha chứ. Đặt luôn. 41. 41, rồi. Nồi luôn. Vô luôn. Nồi 95. 95, xây luôn. Tên có trai cạnh đều đều. Rồi để luôn quý vị. Em đo cái sổ luôn. Sổ nó 26. Rồi. Rồi vô luôn như thế em. Cái này em vô luôn 2.6 triệu. Rồi 2.6 triệu xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn. Số 16 ha. Dạ. Rồi cao luôn. Cao nó 71 à. Rồi 71 cao quanh. Quanh ở vị trí này là 32. 32 quanh. Rồi xe xe luôn em. Rồi vô đế luôn nha quý vị. Có mà cắt bự bự. Đế cũng đều ha. Rồi giao luôn như đem. Cái này em giao luôn 2.2 triệu. Rồi 2.2 triệu xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 17 quý vị. Tứ quý luôn ha, một phôi tứ quý luôn. Chiều cao 1m27 à. Rồi 1m27. Hoành luôn. Hoành đây 35 hoành. 35 hoành. Cái này có nở cái cụ nữa. Rồi sát cổ thiệt nhiên. 41. 41. Tại cành khá ha. Ừ. Rồi xuống mùa đêm nói luôn quý vị. Đá cũng trải đều ha. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Cây này em giao lưu 2.9 triệu à. Rồi 2.9 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 18. Chiều cao 36 à. Mai vàng nha quý vị. Qua mai vàng rồi. Quảnh đây là 28. Rồi xe xe luôn em. Rồi để luôn. Mã số 18 mai vàng. Giao lưu nhiêu em? Cái này em giao lưu 700. 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 19 luôn. Em mai vàng tông tàn dù. Chiều cao nó 97 à. Rồi 97. Như hoành luôn. Hoành đây 26. Rồi 26 hoành. Đấy cũng đều nọ. Giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Mã số 19. Rồi xuống cây. Máy vàng nha quý vị. Rồi lên 20 luôn. Rồi mã số 20. Máy vàng luôn. Chiều cao. Chiều cao 1m02. Rồi 1m02. Rồi quanh em nó. Quanh đây là 27. 27 ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Cũng đấy, cũng to to luôn ha. Đều ha. Rồi giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 21. Một phôi mà vàng. Chiều cao. Chiều cao 1m35 anh. Rồi ở trên có tông tàn dù vậy. Tông tàn dù. Dưới đây thì có cái hai mặt cắt ha. Dạ. Nói chủ nhà cắt.
Rồi, cho hoành luôn em. Hoành ở vị trí này 33. Rồi, 33 hoành. Rồi, để quý vị. Thế đều cộng bự luôn. Thế đều luôn ha. À. Rồi, giao lưu như em. Đây là em giao lưu 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mấy em? Rồi, mã số này 22 em. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao nó là 74. Rồi, hoành luôn em. Em đo hai vị trí nha. Rồi. Ở đây là 39. Rồi, đó đó 39. Đo cái cụ đạp. 52. Rồi, cụ đặt 52. Dạ. Đo cái nồi luôn. Cái nồi nó 1m29. Rồi, 1m29. Này cũng già cây ha. Dạ. Đế này nó chắc trồng cái chậu hay gì nè. Dạ. Nó gói nó bút xuống nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cây này em giao lưu 6 triệu 7. Rồi, 6 triệu 7 mã số 22 ha. Rồi, mình xuống cây. Rồi, qua cái cây bự. Rồi, cây bự luôn ha. Mã số 23 là bên đây. Bên này ha. Dạ. Để vào quay ha, lắc ra. Rồi, để luôn đi em. Rồi, cho chiều cao em nói luôn em. Mét khoảng 2m2, 2m3 vậy ha. Rồi, tầm đó ha. À, đổ đổ vậy. Dáng này siêu. Rồi, cho cái hoành nó luôn nha. Cái gì? Cái này nè. Đo cái cổ đây đi. Rồi, đo thân chính đây đi. Ừ. Ở đây 35. 35. Tổng cái đầu nó là 56. Rồi. Đây nó không quay luôn. Cái này giống đầu rộng á. Nó hai sừng nè ha. À. Rồi. Rồi, để em quay qua nó ha. Quay bên kia có cái rồi chịu gì không? Đầy đủ hết. Rồi, à, ừ. Dưới đây ha. Ừ. Để chịu cũng quá xá ha. Rồi, giáp cho em quay lại. Rồi. Để chịu thì nhóc luôn. Thân trước đây cũng nhóc luôn. À, giống đầu rồng. Rồi, mã số này 23 ha, giao lưu cho em. Cái này em giao lưu 7 triệu 9. Rồi, 7 triệu 9. Dạ. 23 là mã số cuối ha em. Mã số cuối. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em phát. Đã quý vị xem. À, nếu chưa bấm đăng ký, bấm kêu ủng hộ kênh giúp mình nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.